Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng nhé. Và mình là Thanh MC. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Ekaterinburg, vùng Udan của nước Nga. Và ngày hôm nay thì anh em chú cháu nhà mình lại có mặt ở công viên Taigansky. Và ngày hôm nay là một bữa tiệc chia tay mùa thu, mùa lá vàng của nước Nga. Sở dĩ có bữa tiệc ngày hôm nay thì cũng như quý vị và các bạn theo dõi trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng của Thanh MC đã biết rồi. Ngày hôm qua là ngày một ngày kết thúc giải đấu của đội bóng Cam Đường Canh của Hưng Yên gặp Bưởi Da Xanh của Thanh Hóa trên sân vận động Lokomotiv tại thành phố Ekaterinburg. Và kết thúc giải đấu thì bao giờ anh em chú cháu của chúng tôi cũng có những các cái bữa tiệc để liên hoan. Thì ngày hôm nay là anh em chú cháu chúng tôi đương có mặt ở trên công viên Taigansky. Và qua đây thì Thanh MC cũng muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube của Thanh MC biết được về mùa thu của nước Nga. Thông qua cái video này thì nói về mùa thu của nước Nga nhé. Thì bắt đầu mùa thu là từ tháng 9 đến kết thúc tháng 10 thì tất cả cây sẽ rụng hết cả lá. Và đây trước mặt quý vị và các bạn đây, mùa thu của nước Nga đẹp vô cùng nhé. Cây cối gọi là lá vàng hết rồi. Và nói đến mùa thu của nước Nga thì một số các anh, các chị hoặc là các bạn trẻ, có những người mà trước đây đã từng sống, học tập, làm việc tại nước Nga thì chắc hẳn rằng tất cả quý vị và các bạn đã biết được mùa thu của nước Nga. Còn một số khán giả mà những người mà chưa đến nước Nga bao giờ thì thông qua cái video này Thanh MC muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn sẽ biết về mùa thu của nước Nga. Đây là quang cảnh khu vực công viên nhé. Taigansky, mình ra lưỡng thịt thì mình quay để gửi đến tất cả các bạn biết được mùa thu của nước Nga thì thời tiết nó se lạnh. Buổi sáng thì se lạnh mà buổi trưa thì ấm dần lên và buổi chiều thì lại se lạnh và thường là có sương muối. Đấy. Và đêm thì nhiệt độ sẽ xuống đến 0 độ hoặc là âm 1-2 độ gì đó. Cho nên là lá cây nó rất là vàng nhé các bạn nhé. Nó vàng rực hết này. Và bắt đầu thì là tháng 9 thì nó vàng. Và nó kết thúc cái mùa thu là vào tháng 10. Hết tháng 10 thì là bắt đầu là lá nó sẽ rụng hết. Và có những các cái vùng ở nước Nga, ví dụ như ở Moscow thì thời tiết vẫn ấm hơn. Hoặc là ở Saint Petersburg thì thời tiết nó ấm. Còn ở cái vùng Ural của mình ở thì thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Cho nên là bao giờ mùa thu nó cũng sẽ đến sớm và tuyết nó cũng sẽ đến sớm hơn những các cái khu vực khác tuyết rơi. Bây giờ thì lá nó đã vàng, nó rụng hết rồi đây. Các bạn thấy đây, lá rụng hết xuống rồi đây. Còn một số cây thì coi là vẫn vàng rực lên. Nhưng mà hết tháng 10 này thì là sẽ không còn nữa. Và lúc bấy giờ thì nước Nga này, cái thành phố mà nơi mình sinh sống mình ở đấy thì là toàn một màu trắng hết nhé. Tuyết phủ kín hết các bạn ạ. Mùa xuân và mùa hè, mùa thu đẹp bao nhiêu thì mùa đông nhìn nó coi như là lạnh buốt và điêu tàn bấy nhiêu. Mùa đông thì lạnh lắm, tuyết coi là phủ kín hết. Nhìn là rất là sợ quang cảnh mùa đông. Cả những người ở bên này lâu năm rồi thì nói đến mùa đông thì rất là sợ. Còn nói đến mùa xuân thì là rất là đẹp, mùa hoa táo lở, mùa hè thì mát mẻ, mà mùa thu thì rất là đẹp. Thời tiết rất là đẹp và cây cối cũng coi là nhìn lá vàng rất là đẹp. Mình thông qua cái video này mình cũng nói để cho các bạn biết ở Việt Nam một số các bạn trẻ mà có muốn đi sang Nga du lịch đấy thì là những các cái mùa thu này này. Là khi đi thì các bạn phải nhớ mang cả quần áo ấm nhé, mặc buổi sáng và buổi chiều là rất là lạnh, buổi trưa thì ấm lên thôi. Quanh đây thì mình sẽ dạo đi một vòng để mình quay cho các bạn trẻ biết được, rất là đẹp. Đây là những các cái cây bạch dương này, các bạn thấy đấy. Lá nó vàng rực hết lên này. Toàn bộ là bạch dương.
Ở bên Nga này thì mùa đông ấy, là chỉ còn mỗi cây thông thì là sẽ không bị rụng lá, mà cây thông thì nó xanh quanh năm. Đấy, lá nó xanh. Còn tất cả những cây bạch dương và những các cây gỗ sồi thì là lá sẽ rụng hết nhé các bạn nhé. Bên này thì mùa hè thì là anh em chú cháu hay tranh thủ đi lướng thịt. Và hôm nay thì bữa tiệc ngày hôm nay là bữa tiệc chia tay mùa thu, mùa lá vàng của nước Nga. Đây các bạn thấy đấy, người dân Nga này. Bố mẹ đưa các cháu nhỏ đi ra công viên chơi, chụp hình, chụp ảnh. Và cuộc sống ở nước Nga hiện tại đấy, thì các bạn thấy đấy, nó cũng rất là yên bình, bình thường, không có cái gì là xáo trộn cả. Người dân ấy, đi lại. Công viên này thì thường là buổi sáng người ta đi thể dục nhiều và buổi tối. Còn bây giờ thì lúc này là vẫn sớm. Bây giờ lúc này mới là 4 giờ chiều thì là mình và một số anh em đi ra ngoài này mang thịt thực phẩm ra ngoài này lướng trước. Mùa thu ở nước Nga này làm cho con người ta lại gợi nhớ đến mùa thu của Hà Nội. Các bạn thấy đấy, rất là đẹp. Nói đến mùa thu thì nó có một cái gì đó đấy, nó kiểu như là nó cũng buồn buồn. Và những người mà sống xa quê hương như anh em chúng tôi ở bên này đấy thì rất là nhớ nhà nhé. Có một cái gì đó đấy, nói về mùa thu thì nó như vậy. Một mùa thu tan úa, lá vàng rơi trước sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ tin nhưng em chẳng đến. Trong công viên này thì mùa hè thì cây xanh rất là nhiều và rất là mát các bạn. Công viên nhiều cây xanh lắm. Cho nên là đến mùa này thì lá nó bắt đầu nó vàng hết. Bây giờ thì một số anh em đã lổi lửa lên rồi và đang xiên thịt như các bạn nhé. Đây là cái khu vực mà anh em mình thuê chỗ ở đây để lướng thịt. Thường thì cái chỗ ở bên này đấy, người ta cho thuê là giá là 13.000 giúp. Nhưng mà anh em chú cháu nhà mình là khách quen hay thuê ở đây rồi thì là họ lấy là 9.000 giúp thôi. Đấy. 9.000 giúp thì bây giờ là vào gọi cho là 100 đô. Đấy. Còn bình thường thì là 13.000 giúp, mà 13.000 giúp thì là 130 đô của giá hiện tại. Còn giá đô ngày trước thì là vào 200 đô. Một lần thuê chỗ để lướng thịt như thế này tại công viên này. Toàn món ngon luôn. Trận đấu ngày hôm qua đã kết thúc và coi là hôm nay là có thịt lướng ngay. Tuấn Anh ngày hôm qua đá có bị áp lực gì đó không? Không. Không bị áp lực ấy. Không hề. Trận đấu kết thúc giải ngày hôm qua là diễn ra thành công tốt đẹp đúng không? Nói chung như thế là diễn ra thành công tốt đẹp của cái kết thúc mùa giải năm 2023 của Cam Đường Canh của Hưng Yên và Bưởi Da Xanh của Thanh Hóa, thế là quá là chuẩn chỉ còn gì nữa. Xong cái giải mà cái kết thúc cái giải cái nào hôm nay là có coi là món thịt nướng kết thúc giải và chia tay mùa thu mùa lá vàng luôn này. Thịt coi như là toàn thịt rất là ngon.
toàn bộ thịt vai đây, rắt mỡ lớn rất là thơm ngon luôn. Nay là bị thiếu mất một người bác sĩ, chủ tịch kiêm bác sĩ dinh dưỡng cho các cầu thủ Kim Jong Un. Nay là mới đi nhổ răng về cho nên là không ra coi là tham gia được. Đây là những món mà coi như quen thuộc, sườn cừu. Này rất ngon, sườn cừu coi là rất là ngon luôn. Ôi quên không mang khay đi nhỉ? Khay gì? Cái khay bếp. Đây là những các cái khu chòi này, là mùa hè này, này là khách coi là vào đây ăn thịt nướng rất là nhiều các bạn. Đấy. Rất là quang cảnh rất là đẹp. Một màu coi là vàng rực của mùa thu. Giờ thì anh em chú cháu chúng tôi cũng đã lồi lửa lên rồi các bạn. Thịt đã xiên xong và bây giờ đã cho vào để nướng rồi đây. Bây giờ chỉ nướng chín thôi. Chiều tí nữa thì là 5 giờ thì là tất cả các cầu thủ và nhân viên ở trong công ty là về là ra là chỉ việc vào mâm để nhập tiệc thôi nhé. Đây là những các cái hình ảnh mà mình ra mình quay trước đây. Cuộc sống của người Việt tại Nga coi là như thế này. Thường là những các ngày cuối tuần, nay là những các ngày cuối tuần, ngày nghỉ đấy, thì anh em chú cháu lại gặp nhau ở tại khu vực cà phê Taigansky này. Nướng như này tí nữa là coi là mọi người về là coi là ra là vào nhập tiệc thôi. Bọc giấy ăn ở trong cái túi cốc ấy. Hello. Ô chú ơi, chú nhìn xem. Khói bốc thơm ngào ngạt lên rồi. Vàng ươm. Bên Nga này là những các cái món này là ngon nhất đấy. Rắc muối, cừu rắc muối. Thấy chưa? Tưởng quên không mang ra. Hả? Đây, bàn tiệc là đã bày sẵn rồi. Bây giờ chỉ chờ các coi là nhân viên về là vào là đánh chén rồi đây. Đàn ông bày rất là đẹp. Một số nhân viên của công ty đã về rồi. Các cầu thủ cũng đã xuất hiện rồi. Đấy. Nhân viên của công ty coi là về. Cầu thủ Tuyên thì hôm qua đi uống rượu thì mà hôm qua trận chung kết mà không ra. Hả? Hôm qua là cháu định ra rồi mà cảm. Đá cả mùa giải coi là 2003 mà ngày hôm qua là trận chung kết mà coi là vắng mặt coi là không ra đá đấm thì mai ờ. Đấy, Xuân Trường đây. Xuân Trường qua ghi mấy bàn đây. Cầu thủ Xuân Trường, đấy. Một bàn hai kiến tạo. Một bàn và hai kiến tạo. Tiến Ninh hôm qua cũng coi là thay chân cho Hà Đồng mà coi là vào làm coi là quẩy cho coi như là đội bóng ở Cam Đường Canh coi là ngày hôm qua là coi là tít ngoài hết khiếp thật Tiến Ninh. Thầy chú lính hôm qua có thay cơ thể. Đó thì bảo tổ cái múa đấy. Cho em chiên hả? Tối qua lá xong là không bình an. Mang vào trong nhà ấy. Các bà đàn bà nữa. Mang vào trong ấy, bọn Trường vào đây. Tuân tiếc cho vào cho nóng. Thuê chỗ ngồi ăn thì coi là cứ đứng ở ngoài này thế thì khách khứa coi. Thảo Ma vào trong đi.
Đây, cho hết thịt vào đĩa, bê vào bên trong, coi là ăn uống nó phải lịch sự, coi như là bữa tiệc chia tay mùa thu ở nước Nga, coi là cho các cầu thủ, hiện tất cả các cầu thủ ở cái mùa giải đấu của năm 2024 coi là vui cùng Euro. Nhưng mà đã kết thúc chứ chú, hay là chung kết nữa? Trận hôm qua là coi là trận chung kết rồi. Cầu thủ ngày hôm qua đi đá bóng mà coi là nằm uống rượu ở nhà lay không dậy được thì chết dở. Cầu thủ thấy rượu phát lại đứng hình cả chỗ thế thì. Đấy. Bác các bạn thấy đấy, các cầu thủ ở nước Nga coi như là cứ sau những các cái giải đấu mà coi như là một cái là coi là toàn đi coi là 3-40 cân thịt thế này thì không biết rồi chạy kiểu gì. Bác sĩ kiêm chủ tịch, bác sĩ dinh dưỡng Kim Jong Un thì ngày hôm nay là coi là vắng mặt không ra được vui cùng với các cầu thủ rồi. Các bạn thấy đây, các gương mặt coi là cầu thủ rồi huấn luyện viên rồi là coi như là cổ động viên hôm nay là coi là đã về hết ở đây. Bây giờ tiệc tùng thì đã xong hết rồi. Bây giờ mình cũng xin thay mặt cho các cầu thủ của công ty và các cổ động viên, xin mời tất cả khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC vào nhập tiệc cùng với lại cả mọi người nhé, cùng với các cầu thủ nhé. Và bữa tiệc ngày hôm nay thì chủ yếu là những các món thịt nướng, đồ nướng là nhiều, rượu bia. Đấy. Đây. Hà Tâm thì hôm nay chưa thấy đâu. Cầu thủ Hà Tâm chưa thấy đâu. Nguyễn Quang Lâm chưa thấy đâu, rồi Nguyễn Quang Tú chưa thấy đâu. Đấy, số quay là đây. Vừa mình nhắc xong quay là các người mẫu, các nhân viên của công ty, rồi các vận động viên quay là về hết ở đây. Bữa tiệc chia tay mùa thu nước Nga và kết thúc giải đấu của Cam Đường Canh Hưng Yên gặp Bưởi Da Xanh Thanh Hóa trên nước Nga. Ra một bữa tiệc rất là đông vui nhé. Quay để giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube của Thanh MC biết được về các cái cuộc sống hàng ngày của anh em chú cháu chúng tôi sinh sống và làm việc ở tại nước Nga đây. Đúng mà. Đấy. Bạn thấy đấy, sườn cừu nướng ngon không? Sườn cừu rất là ngon. Cầu thủ Tiến Linh hôm nay thấy món cừu thế nào? Các đầu bếp chế biến có được không? Ngon. Ngọt không? Thế ăn cừu này trận sau có chạy được nữa không? Vẫn chạy tốt. Trận sau là Tiến Linh vẫn vào đá đấy. Được. Hiện tất cả mùa giải 2024 khán giả trên kênh YouTube sẽ gặp Tiến Linh. Xuân Trường này. Xuân Trường ngày hôm qua là một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Xuân Trường. Ok, mời các khán giả, cổ động viên. Hôm nay cổ động viên ăn bữa tiệc gọi là kết thúc giải đấu, ăn bữa tiệc cùng với các cầu thủ có thấy ngon không? Bữa tiệc hôm nay là thông báo với cả các bạn là kết thúc giải và coi là chia tay mùa thu của nước Nga nhé. Đấy. Thủ môn coi là Nguyễn Quang Tú đã đến rồi. Ông Kim hôm nay không ra được.
Tí rượu cho nó có khí thế chứ này. Đúng không? Hôm nay đừng có cái lần lần vừa vừa đi hôm nay chiều là chặt nóng lên sáng ngon tối nay đang mang vào không có rồi có rồi tôi đang anh Thảo bia không anh Thảo bia không anh thôi anh tôi rồi anh một người anh mẹ mày làm anh ngại chết rồi làm tí rượu thì tiếc cho nó hoành tráng một tuyên tiếc này tiền uống rượu này ngồi qua đây thì hả bóng bóng gì lại đúng không quen hay qua anh gì đúng không anh có mặt chưa chưa bấm à? Bấm từ nãy giờ chú. Mày đã bấm rồi. Phải action luôn thì xong à. Xong là tí về. Tí về chú cắt ghép. À. Tất cả các cầu thủ nhá, xin mời khán giả của thay anh MC vào uống rượu với cả anh em cháu chúng mình nhá. Trận tổng kết coi như là của mùa giải 2023 đây. Chia tay mùa thu nước Nga đây. Chúc mọi người nhập tiệc vui vẻ nhé. Tâm chưa ra. Đâu, tắt đi ra nào. Chỗ thì một tháng nào mạnh quên mày không nộp tiền thuế nào. Thuế IB chứ ạ. À thuế 3 tháng tiền đấy. IB chạy chỗ rồi. Nào cầu thủ Hà Tâm vào sau coi là chào khán giả cái đi. Chào khán giả cái. Tâm ơi các bà nhá. Mời các bà cô chị nhá. Đây mà. Trên này coi là cầu thủ người ta mời các bà các cô các bạn như kìa. Tuyền sao hôm nay nghe yếu thế? Hôm nay chú thấy cháu nghe có vẻ yếu yếu. Từ nãy ra giờ ai đi ăn? Sâu hố, một con đi đá bóng hôm nay đi ăn là sâu hố thẻ. Gặp như em là em cũng đi thôi. Ai đi kiểu hay đi. Nhưng mà mình vẫn bên đội thắng sao nhỉ? Ngoài bên thua. Lúc đá gọi đi đá thì coi như là uống rượu say không ra đá. Thế Tâm coi là thấy kết thúc giải đấu của 2023 thành công tốt đẹp chứ? Đây là một năm đây thành công và tốt đẹp rồi. Một năm may mắn thành công tốt đẹp được rỡ. Đấy. Hẹn là tất cả khán giả và mọi người coi là của mùa hè sang năm đúng không? 2024. Đâu bảo tuần sau lại trời nắng được không? Hả? Tuần sau lại trời nắng mà. Không. Tuần sau coi là nắng cũng thôi. Nghỉ. Kết thúc giải rồi. Bắt đầu vào gọi là mùa đông gọi là tuyết rơi là vào mùa làm ăn của mọi người kinh doanh buôn bán cho nên là không còn thời gian rất là bận. Năm nay là 23, 24, 25, 26, 27 mới ra lái 4 năm mới một lần chú ạ. 4 năm mới lái 4 năm mới một lần. Đúng rồi, cứ 4 năm mới một lần. Hôm nay các bà yêu cầu món thịt ba chỉ có được không? Hôm nay là coi là 3-4 cân thịt ba chỉ đấy. Mấy cân ba chỉ đấy còn gì nữa? 8 người mang 6 miếng thì phải có 2 người tiếng. Em có được miếng nào đâu? Mẹ 2 miếng. Ôi giời ơi. Ta có miếng ốp 2 cái là 1. Thế để nó có được 1 miếng thôi. Đâu, mấy được miếng nào đâu? À, đang ăn nha.
làm quá quá thì không làm thì thôi, làm mang hai miếng vào trong phòng vào nữa mà. Bọn nào? Bọn nào đâu? Bé người. Bộ. Hôm qua thế sao cái Lan không đi cổ vũ cho chồng? Lan. Lan ơi. Đứng cao hơn cọc từ một tí. Còn. Khu vực ở ngoài này thì mọi người vẫn đương nướng thịt, còn một số anh em ở bên trong kia ngồi ăn. Bạn nó đi theo ở Việt Nam nên hiểu, nó phải ngọc ví dụ nó anh ở ngoại cũng như mất ra đấy, ví dụ ở trên cao nguyên tây đen có bọn ở đấy nên là nó không sợ, nó không có tiền em hay gặp vấn đề là rất cụ ra cái chỗ bọn này đi nướng thì đẹp quá vậy luôn ra, nhưng mà không gặp mấy ông đi mấy ông có bóng lợn trong cái lượng nó lượng thôi tao nước thịt ở mồm run rời cụ ở trong đất làm sao. Ở Việt Nam, anh bảo là không ra, sao không ra chỗ kia riêng sông Hồng. Ở Việt Nam á, à? Lướng thịt á? Đấy, cái thịt ba chỉ Tuấn Anh đưa vào trong cho các bà. Thôi nhá, có lẽ cái video trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC mình cũng xin kết thúc tại đây nhé. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng ở những video tiếp theo. Và mình cũng không quên xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ một ngày cuối tuần gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình người thân của mình. Và cũng rất là may mắn thông qua cái bữa tiệc ngày hôm nay, bữa tiệc kết thúc giải đấu và cũng là chia tay mùa thu của nước Nga. Thì mình cũng muốn giới thiệu đến tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam để các bạn biết được về mùa thu của nước Nga nó đẹp như thế nào. Đây các bạn ấy, quang cảnh mùa thu rất là đẹp. Đây là một trong những các cái địa điểm nhà hàng mà anh em chú cháu chúng tôi vẫn thường lui đến đây. Và cả người cộng đồng người Việt Nam cũng hay đến đây thuê chỗ để tổ chức ở tại khu vực này. Mỗi khi có công có việc, hoặc là Tết đến xuân về, hoặc là có công có việc gì, sinh nhật hội họp thì là tất cả là tập trung ở đây hết. để mình giới thiệu để cho các bạn biết được đấy, các cái khu vực rất là vui. Đấy. Mấy bà rô lên đi. Mọi người rô lên, cái Lan hôm qua không đi cổ vũ cho chồng. Đình Tuệ, Tuệ coi hôm qua coi như là nào đấy, hôm nay đấy, phụ nữ coi như là tất cả phụ nữ coi là rô đấy. Các thấy đấy. Đặc biệt mùa thu của nước Nga đấy. Chia tay mùa thu nước Nga. Vilo á? Ừ quên đấy nhỉ, không bảo là mua Vilo cho các bà uống thật. Không uống thì thường lại cho về phần dần dần làm quen với cả cuộc sống sang trọng đi nhà hàng. Vilo người ta phải uống ly. Thế nhưng cái đội phụ nữ mình là không biết xử cái món đấy. Đội làm người ta không uống. Không ngon mà. Nhà một người lão được cả hai người mệt lắm. Ừ, bà đúng. Nói chung là bữa tiệc chia tay mùa thu và kết thúc giải năm nay, bữa tiệc này rất là thành công và tốt đẹp, có đúng không? Rồi, rượu bia thì vẫn còn rất là nhiều. Bây giờ anh em chú cháu chúng tôi vẫn đương ăn uống, gọi là xin phép các bạn ban tay một tí nhé. Hay là chuyện bông đùa một tí thôi, không có gì đâu.
Nào lên đi. Đây Tuấn. Rồi anh đâu rồi? Bỏ anh đâu rồi? Cái nắp đâu đây? Không không chú không. Chú bây giờ chú phải nghe lời vợ chú. Vợ chú nói cái gì chú phải nghe 100%. Vợ mình cả xóm cả thôn người ta sợ. Mình không sợ là thế nào được. Đấy, đúng. Vợ mình cả xóm cả thôn người ta sợ. Mình không sợ thì thật. Đấy, phải như thế đúng. Đấy, bây giờ là đến chương trình gọi là bông hoa nhỏ, đến hoa quả rồi. Hoa quả tươi rồi à? Bông hoa nhỏ. Bông hoa nhỏ cái là ăn đến hoa quả tươi. Bông hoa nhỏ. Ông Khánh nói bông hoa nhỏ là bà anh kịch kỳ nhím luôn này. Chương trình bông hoa nhỏ ăn hoa quả tươi à? Các bạn thấy bữa tiệc này của người Việt Nam ở tại Nga đấy rất là vui. Ăn xong rồi thì bây giờ anh em chú cháu đương ngồi nói chuyện vui với nhau, đương ôn lại những các cái kỷ niệm và những các cái thời gian sinh sống ở tại Việt Nam đây. Mây màu đấy bây giờ mới là son môi mới là màu mốt có nó thơm ở rồi nó không mặn thơm mặn nhưng nó thơm thơm nó ba cái quả mây mây đấy là nó ba màu mây là một là lá khiu lá lá khiu ăn nó lạnh lắm rồi. Cái quả vối ăn ngon. Quả vối. Quả vối nó khô thôi. Quả vối chín ăn ngon. Vối chín ăn ngon. Vối chín ăn khô. Ăn thơm. Quả ngon lắm. Em chỉ thấy người ta lấy lá vối để uống nước. Quả vối ăn ngon. Quả vối nó đỏ lòm. Nhưng mà tao thấy nó phải chín đỏ luôn. Lên lá vối cũng như là cây nó bé. Quả vối ngày xưa là cây to cây già. Cây to mà chín nó. Cây to còn cây mít thôi chứ không có cây cổ thụ này. Đấy mà. Đây mà nó phải đắc loại la mà nó cành chua mà ngon nhất. Không có la gì ngoài la giang. Lá gì? La giang. Lá giang là lá gì? Chua quá. Lá xấu. Lá xấu nó cành chua ngon. La giang gọi là trên trên miền núi là hay có chứ. Miền Nam. Không, cái lá giang bọn trên miền núi hay có. Cái cây nước nạt hay là. Không. Cái nó chua ăn, 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 chua ă